em gửi cho anh ngày nào, giờ còn là hư vô em gửi anh đây lời chào. Mà nhìn người đi vội, mình làm gì nên tội, tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà để lệ quên mi. Khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi, anh chẳng nhớ kém điều gì mà nghe sao đáng thương. Nhìn nhau như cố gắng tìm em mà vốn vương, vì sao em nên vấn vương. Em ơi cố tình thì tình mình gặp không may, em ra nơi này để rồi lại ở bên đây. Bầu trời ra hắn yêu nhìn về nơi đó đây, ngoài trời thì có mây chỉ còn lại là đắng cay. Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng, hai lăm âm lịch nhìn người cười mà dưng dưng. Khi kia là pháo hoa rộn ràng người đến xem, hoa hàng mừng kết duyên, còn phần mình là hết duyên. Anh như trẻ lại còn tâm tối giữa rừng thông. Em xin giới thiệu đây là cặp loa Sai Đại Bass 22cm, model là D5 USC-333. Cặp loa này hình thức rất là xấu nha, thùng phía sau xấu nên em bán thanh lý giá rất là rẻ cho mình. Loa 3 đường tiếng, bass 22cm, trep và mic, công suất là 100W, một cặp trợ kháng là 8 ohm, độ nhạy là 89 dB. D5 thì chất lượng thì mấy anh khỏi chê rồi đúng không? Nếu mà các anh nào cần một cặp loa, không quan trọng về ngoại hình, chỉ quan tâm về thương hiệu và chất âm, chất lượng, thì đây là một cặp loa mà em nghĩ các anh nên mua. Vì nếu mà cặp loa này không xấu, đẹp thì giá thành nó rất là cao, nhưng mà nó chỉ xấu cái vỏ nhưng mà tốt ruột đúng không? Người ta nói xấu vỏ mà tốt ruột, thì các anh nào mà không cần về ngoại hình thì cứ mua ngay những cặp loa như vậy, vừa rẻ, vừa chắc, vừa có thương hiệu. D5 thì lúc nào cũng vậy, chất lượng âm thanh luôn khẳng định rồi. Bass lên tới 22. Chiều cao của loa là 43cm, chiều ngang của cả cặp loa, của cả cặp như vậy nha, là tổng cộng là 54cm, tức là 27cm một cái loa. Cặp loa này thì hình thức xấu, mặt tiền thì ok, nhưng mà xung mặt sau thì quá xấu đi. Đây, cái đấy không, lo xấu nha. D5 USC-333 trợ kháng 8 ohm, 50W một thùng, 100W một cặp, độ nhạy 89 dB, made in Japan. Do vận chuyển về nó bị bể, do vận chuyển nên hình thức tương đối không được đẹp, nhưng mà nếu mà các anh cần một cái cặp lo bass to lên 22cm, nghe nhạc hay, chất lượng, thì mình có thể chọn tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tức là chọn cái cặp loa bass to, chất lượng, không cần gì ngoại hình thì cứ mua nha. Thì nãy mình nghe một đoạn nhạc trẻ, nhạc đen, bây giờ mình nghe nhạc vàng của tiếng hát Thanh Tuyền. Có người hỏi tôi tại sao ước ca bài ca sầu như Oh.
vị nông, chất lượng âm thanh rất hay, nghe nhạc mà tiếng hát thanh tiền cất lên nó ngọt ngào làm sao, rất là hay, thật sự rất là chất lượng. Các anh nào cầm một cặp loa chất lượng bán lên tới 22 loa 3 quay thì mà không cần cái ngoại hình thì rinh ngay bộ cặp loa đề năm này về nghe nhạc là quá hay. Bây giờ em xin kết thúc clip test, cái nào mua cặp loa này thì liên hệ em nha.